đầu ở xe cống. Cột trước mặt sừng sững và nhìn thấy những cột tiếp theo và nó cầu nếu không. Mà làm thẳng thì lái xe nhìn rất là chán, và lý do đấy là tại vì ông thiết kế muốn như thế. Chuẩn đấy. Làm việc 24 trên 24 anh ạ, trừ những lúc mà trừ những lúc mà bị gió trên tốp ra, ăn uống trên luôn, không có tụt xuống. Tôi gọi lên trên cầu làm việc là ăn uống trên cầu luôn. Chỉ trừ bao giờ mà thằng gái thì làm nào? Tất cả ở trên đấy hết mà. Tất tần tật, tức là toàn bộ trên cầu luôn, chỉ trừ khi nào có gió ấy, mà vượt qua cái giới hạn làm việc ạ. Được. Very beautiful. Very nice. Ở dưới đấy người ta trưng bày cái kiểu như là cái